mini rất hay, đẹp từ chậu chân vệ đến vóc dáng. Mỗi tội là để dăm nó hơi lôi thôi chứ thôi bây giờ làm đấy, ôm hòn đá rồi đấy, đế biết rồi, chùn chết rồi. Sau phải làm lại cái đế tí, nhưng mà bây giờ chỉ làm dăm thôi. Làm đế thì phải ngồi suy nghĩ, lọc bỏ những cái dễ cám, tiếp những cái lôi thôi. Bệ con này rất hay, làm tay tán hơi sắc sơ một tí, làm lại là cùng hoa hậu ngay. Cái này làm lâu hơn tí tí tí. Châu đẹp. Làng này là làng văn hóa dân tộc rồi anh, có cái nhà rông rồi. Thế rồi lại lọc mầm thôi. Phải 10 mấy 20 năm rồi. Bắt đầu bao nhiêu tuổi? Nhiều tuổi. Đó, cây này dùng tay. Dùng kia lâu lắm. Chắc thì cái này chắc bỏ nó ra cái gông này bây giờ không cần nhiều rồi. Dạ. Cái gông này chắc cái dây này. Tí nữa xem. Gông này là gông bằng bằng thép. Nhìn nó bao quá. Được rồi. Đây thì em lấy cái này. Mũi đen bảy lần dễ. Có kỳ không hợp lại được chưa? Bốc bụng à? Con có biết bốc bụng không? Không biết ạ. À? Anh à, cái gì đấy? Nó bụng chưa? Dương đã ăn gì chưa nhỉ? Ngồi đây cho bác nhá. Chắc ký giá này là người chủ cũ ký. Băng băng cũng chặt cái này. Ồ, nóng đấy, để đấy nhá. Ừ. 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 Lá đang mưa. Nhặt được cái sâu cây là cũng lâu phết đấy. Thế có đi chơi không? Lá nhiều răm. Có đi chơi không? Nhiều răm loại danh này nó thừa nhé. Nè, đi ra rồi. Ý là nó đặt xong cái lá cây này, thế đấy. Thế bạn lại đi à? Thế tưởng bác, cũng tưởng bác. Cũng đặt vào lá, đứt răng không sao, tốt nhất là cố. Ngược rồi, lại ngược rồi. Ừ. Đúng rồi. Chính xác. Cứ vặt trên thì xuống này. Nếu mà vặt thì vặt trên xuống này. Sao nó rụng xuống nữa. Không bị nhặt lại lần nữa. Giờ đá được rõ mắt, cường đá mắt. Đá nó thấp. Nhiều khi dày quá thì vặt cho nó giúp đỡ. Dầm dày quá. Dầm dày quá cho được. Ta cứ cắt đi cho đi. Nó làm thu không hết. Nhưng kiểu là cái gì thì chết luôn ngay. Sắc sửa quá. Giờ hợp lý ấy, nó mang mới hợp lý ấy, dài ấy. Còn mấy cái này không biết có hoa mấy quả không? Xanh á. Tuy vẻ những cái cây này. Để mấy cây củ nhiều quả và vuông. À đấy rồi. Có quả thôi chứ không phải hoa. Chín quả. Xong rồi chín. Trước em quay điện của em dày chi chít quả con tay này. Ừ. Đấy, xuống đổi cái ổi kìa. Mà cái đấy còn thấy ở nhà đồng chí kia không? Em không thấy, không thấy nhắc đến. Chắc ra đi rồi, đúng không? Dưới chuộng xanh. Cái to không? To, hai cái to. Cái to đông vào đây nhé. Lúc người ôm này. Ủa, thế là sao mà đấy nhỉ? Thì nó đang dần hoàn thiện. Cái nó cũng mê ổn, nó mãnh liệt. Chắc là lúc đấy mình vào tay tân thiết thì kinh lắm lại tiền rồi. Cái kiếm ghế mùi ạ, mặt cũng dần dần. Đấy, mình làm cây khó nhất là mình được làm.
tế độc lập luôn. Mấy khi về thứ ba thì mới đến nơi được. Thứ ba vẫn là như không em được chuẩn, vẫn cái cũ này, vẫn cái số cái khoản cũ này. Thật phải bỏ đi, bỏ đi. Nhưng mà quên hôm không hỏi anh cũng đã nhận được chưa ấy. Nhận được rồi, vừa đi xóa đi. Xin là không được. Đấy, lại rộ, lại rộ, lộ ra một lạc phê. Được chưa? Không sao, tí là bỏ hết mà. Bay được. Bay càng dễ nhìn. Cố gắng cái thân chính mình không bị được. Còn cái dầu diều yếu thì mới bay. Yếu rồi ra đi. Chỉ có thợ em một kệ. Cũng là một cách làm. Mình quay ở chỗ, mấy bác quay ở dưới chỗ Hải Hậu ấy. Có cây xanh dáng chức của cụ thì có báo giá. Nhưng mà phải nói là cái xanh xanh đa số là dưới thằng Hải Hậu đang dạ. Hải Thịnh đang nghĩ là quất lông nó nhiều. Dạ vâng. Xanh toàn xanh. Đúng quê Nam Điền. Toàn xanh. Điền xá. Được, tôi xuống đấy tôi chỉ lần vào cái vườn xanh này này. Dạ. Cây như cái này to, cây nghĩ nó cũng lắm thế. Lòng cái cảnh. Nhưng mà mấy năm vừa rồi là cũ ra đi cũng loạn. Nhưng mà thì mới năm trước. Dạ. Ngày xưa thế đối nó lên có cây mà tỷ ông mà ấy, nhưng mà tôi về đến sau thời gian thu cả 2010 là rộ lên là bắt đầu là mười năm Thăng Long nữa mà kể cả thứ báo. Còn đi cứ đi thu mua những cây bằng tổ chân trả cái cây kia chưa làm thế nào cây lộc vương của rồi đấy tôi làm lấy ngày xưa đấy bao giờ có làm thế nào phải mua cưa hả phải mua cưa đấy tôi để ngày xưa nó thật thòng hàng giả để mà tiền nó mua ban cưa và mua ban ngồi em cứ đâm dao kéo là ông sợ không cho cây nó của tôi làm cái đẹp nhưng bây giờ làm dáng thế nào cho nó đẹp hơn. Ngày xưa tôi làm con như thế con rồng cuốn này. Ừ. Rồng nắng lộn rồng nhào xuống đây. Đấy cái đầu rồng kìa, nào kìa. Mẫu thử. Cái ngày xưa. Để bây giờ vì để nó cao quá rồi lại nhớ làm cho nó thấp luôn. Đây ngày xưa tôi làm cái này nhé. Cái quên này cái chùm lạ luôn ra. Cái đầu này cái rồng cuốn cuốn này. Quán tí nữa tiền làm ăn. Đấy, nhìn thấy hình hài đây đúng không? Nhìn chú, chú uống đâu mà nói rồi. Làm lớp thôi mát. Anh uống người với phụ huynh em mà được rồi. Đúng, không anh trai của tôi. Cũng được anh em mà chắc. Ông anh là PT, viên PT ở đâu? Thầy cất này. Vậy là, có chi nhánh nữa. Chiều nay lại có rượu anh em ở đây chú bốn ở nhà chú bốn nhà mình á vâng. Anh có hay chơi với phường họ hết được không không đấy
gọi là anh em chơi vui để tập trung mà. Bây giờ đến phiên ông nào cũng lấy. Không phải như ngày xưa mà Phường người khác như ngày xưa vui là cái đợt vỡ Phường, vỡ luôn. Đấy là vùng nhà anh rồi nè. Nhìn thấy hình hài đấy. Đáng được anh, được cái dâu dưa. Đúng rồi, bỏ hết. Ok. Có già thật không? Cái này già, không già cho nó được như này. Cái này cũng hạt rồi. Hạt luôn. Hạt. Xin quê lá nhỏ. Gói như thế nào? Vào tay mình cho no nó đủ. Chợ Bát Tràng, chợ Đồng Nai. Bát Tràng không có chợ Đồng Nai. Xuyên vào cái nhà luôn. Bạn đán xong lọc mầm lọc bể sau cái kỹ là ngon lắm. Nếu mà nó che mất đôn thì không biết, nhưng mà nhìn thấy nó hơi một khác loài. Thì tranh to lên, tranh kia cũng đại ca ở quân. Cho ra nhiều quả. Mua thì bạn không về đấy. Vẫn được quả đầu tiên à? Dạ. Được quả đầu tiên với quả đầu tiên. Chắc còn nhiều rồi, em mới chơi, mới mua về. Thế thì sợ thì được quả thứ hai rồi. Biết nó nhiều quả. Ra. Mấy lúc mình sợ đi kiếm cây chanh, nếu mà kiếm gốc này nhưng mà nó thấp kiểu như dạng bonsai, chanh bonsai là tốt. Kiếm ít, không gần không có. Đấy mà kiếm như thế chứ còn mua còn không trồng. Thank you.
em sẽ xem đua đây phen này phen này đấy đây đây cái này đưa đi này là một chuyện bây giờ nếu mà để chơi thì có thể để được mà sôi kỹ thì hút bỏ vàng này là đang hoành như thế này này đây là thời gian cái này về sau bây giờ để là tí sau cái này tôi mua lại nhé. Vệ sinh sạch sẽ. Nhìn sạch sẽ nó lại tự nhiên nó nhắn cái. Chắc hai cái này phải bác đi thay chậu nó giống nhau nên là gì có chuyện từ từ mua cũng một chục dưới trước. Đây là muốn mua cái kim mà như kiểu của bác Trương ấy, cái kim đấy không là bảo bác đấy à, lần này bảo lan nữa điện thoại mà thứ ba này bác ấy mới tầm 1-2 triệu kiếm cho cái 1 triệu được rồi, đúng chờ đúng rồi. Cái này đang cho nó tròn nữa và giờ bao giờ nó bay sang rồi được cắt ý này bây giờ nó cắt đi thì mai sau cái này nó thui chỗ này nó không được tròn đều mai sau gọi là cái này nó vào nhà mình mà không phải đường này thì là đợt trước là chắc phải đi rẽ từ cái đường từ tắt kia rồi mình rẽ vào đi. Em mà về quê em đi được tắt kia đi cái đường chứ không đi vào để treo đi cái đường ở chỗ cầu vượt mà lần gần đường rẽ đấy xong rồi rẽ xuống sang đây chỗ nút giao Đồng Trúc ấy.
cứ nghỉ cho mình ăn cơm đấy. Không đó làm bia, làm không làm nữa bia không làm. Bia vẫn làm hay phết. Cắt hết. Những này chắc giải hết rồi. Cứ từ từ anh nhé. Ok, bởi vì ngoài em sẽ lấy một số cái dễ để buông ra thành thành làng. Ok, không sao. Thành làng. Những cái dễ này như cũng hỏng. Mình tiếng là ở xa, không ở quê. Mình không uống được những cái hôm rỗ này, mệt lắm. Đấy, anh em có từ chối. Không, trước đấy, hôm trước anh đi, đi ở chỗ vợ. Mình nói mình là rẻ luôn, cứ đi mời bác một vòng, các bác mời vòng lại. Nhưng mà chống được thì vô tư, em không chống được. Mấy người màu xanh vân vân. Kéo này thì nó thành lý rồi. Để anh gọi cái kéo ấy rồi. Gọi cái kéo Tiger. Cái này có mấy chục nghìn không? Cái kéo Tiger của Nhật có 206 mà. Đấy, là cái này em mua có mấy chục nghìn. Ừ, có 206 rồi. Mình làm cây nhiều nhưng mà lông côm quá. Đánh giá. Ẩu. Vệ sinh sạch cái gì nữa khác. Cơ bản là vẫn chưa làm cái gì chỉ không? Đang là lấy lại form. Xe này do đi xe, đi xe của vợ thì cho tôi biết thế nó thấp. Cái nãy giờ chưa xong phải? Cái thứ hai. Tôi dọn vườn mất này. Quê là cái dăm nó rất là bay, nó mềm mại, nó thưa, nó mỏng hơn, bìa của nó dày khỏe. Thank you.
ngay là người ta ngủ rồi. Sắp xong. Phải làm xong không lát nữa đi làm. Có cái nhà vệ sinh ngoài này anh nhá. Được rồi. Đây này. Không lát nữa làm cái cắt hết vân giấy này. Sẽ làm cây mấy bác ông chắc ít người xem. Ôi, nhiều chứ. Nhưng mà người là thích. Anh rửa cái này, anh rửa xe. Cái này đến sau. Cái này. Cái cần thoát khó nó đúng không? Móc dây thêm vào xuống chỗ này thì ép có dây kìa. Xong rồi em sẽ cắt lên đây. Phun nó làm cái chân này.
Nó đang chéo bắt đầu rồi. To tí nữa thì cắt, như to này mình cắt thì nó sẽ ra ngay. Bé này cắt thì sẽ nó bị khô. Đây mà đầy đủ thằng Long thì chỉ có phút mốt để đến nhà thôi. Dạ. Sáng nay Tuyền chỉ cái là cháu đi được không? Ừ, dễ đây, đường dễ này. Cứ đến 25 tông là vào được. Anh ấy biết theo FPT trên này. Nói FPT vào đấy có tí. Ô, vâng. Con. Cũng cầm lương được, cũng chú bắt giới là đồng hành, mốt không ra được luôn. Đi nhốt chứ bất giới đấy. Đi nhốt tụi không được. Sao? Cái này nó để hay bỏ? Em nói sao lại bỏ? Nó không phù hợp. Là mắc bộ thôi, không phải là bay lên được chứ. Xem này, nó gắn xi đây, chỗ này là chống phết đấy. Giật cái này to, sau cái này to này. Làm chân này, chỗ này, chỗ này. Chỗ này. Bất lưu. Chỗ này, dễ nó to này. Mình cắt đi đón nó, chỗ này sau nó phun phun nó chân xung quanh dễ. Sẽ có vẻ đấy. Đấy, quá đấy, dài quá đấy, ngay dài này, này, thậm chí là sáng luôn. Chuyện này sau bỏ này, chú ý là muốn giật thôi cho nó ra xuống. Cái này, ép cái cành xuống. Không, cái này, đây nhá. Bây giờ ý là cái cành nó đang vẩy, ý muốn cho nó ngang xuống đây, nó vẩy xuống. Nó đang về tầm giờ đang nuôi để lấp chỗ trống rồi sau dựng cái này đấy. Hoặc dựng khác ở đây đấy là ông này là không được lẫn nhau nữa, thậm chí phải cắt sâu tận thế này này đang để chúng nó được trống chơi đã chơi đã. Mấy cái dễ này sao mình cứ để không cắm được vào nó cứ ngỏ ngoài ok ấy. Sau tự nó ăn xuống sau nó lại có cái khác vào đây rồi. Cái mùa này thằng nhé nó dậy giống nhé hàng đứa nhé không chỉ còn mấy rồi đừng dậy cá mà mùi nó mưa nó ra nhiều lắm. Trời cái vách thật cơ cá là dối cả vậy. Không cần một thêm dễ thêm dối thêm cái gì mà nốt khác. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, ăn cơm quá. Vâng. Anh rửa chân tay đi. Em xong. Tạm thời như vậy. Bia đâu,
thành phẩm si đã làm một sửa rồi. Rất mini. Chậu rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bác nha. Miếng cơm thôi, đói lắm rồi. Đấy các bác ạ, vừa uống bia say quá thì làm nốt cái cây si búp đỏ này, nhưng mà không kịp quay thì bây giờ quay lại khoe thôi các bác. Này vừa mới trên trường này, trên trường xanh kia này. Đấy thì con si này về tổng thể thì nó khá già mà chân vệ cũng ok, vệ ok. Đấy thì hôm nay sửa 3 cây, một con năm điền, một con quê làng, một con si trực không đá. Đấy các bạn, cây này thì chỉ khoe rồi cùng với bộ ba này thôi. Bộ ba này thì đầu tiên là cái vòng quanh vệ phôm hòn đá này, phôm hòn đá rất là từ lâu năm rồi. Cái tay này sau tôi sẽ bỏ đi, không phải là buông ở đây, không phải chỗ tôi làm tay rơi được, là cái tay này cứ phóng ra đây. Đấy tiếp theo là răm chi rất là rụt xịt rồi, tất nhiên lên hình nó không được như các bác nhìn thực tế. Nói chung là đây. Đấy. Hai cánh tay. Cây này video này sẽ cùng với cái xanh và cái hai cái xanh kia. Đấy, để có khoe các bác hôm nay là hàng mới. Đấy. Từ trên xuống đây. Trên xuống. Răm vừa rút răm này. Làm lại răm sạch sẽ mà nó rụt rịt lại. Đấy. Ta xem. Đây mẹ đây. Si búp đỏ này bây giờ chơi rất chuộng, rất nhiều người thích mà chơi càng kỹ càng hay. Đấy. Đấy. Một cán này là không phải là dễ gặp đâu các bác, khó thời gian rồi. Mầm này đang nuôi mầm thở ở đến cái u đấy thôi. Chậu ok, ổn định chậu lâu năm rồi. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bác đã xem nha.